Đây là bài trị bệnh cao huyết áp. Bài trị bệnh cao huyết áp. Theo đông y, huyết áp cao tức là gan bị nhiệt. Gan bị nhiệt thì sẽ làm cho thận suy và sẽ hại đến tim, đồng thời cũng làm hại đến phế. Trường hợp mãn tính ở đây có hai bài. Chúng ta vào bài. Bước thứ nhất, bước thư giãn. Thư giãn là để khí được lưu thông trong cơ thể được dễ dàng hơn. Tập trung tư tưởng, điều hòa hô hấp, hơi thở sâu đều chậm, tập trung tư tưởng, điều hòa hô hấp. Bây giờ từ từ hít thật sâu xuống bụng dưới, quán dưới bụng dưới, rồi từ từ thở ra, quán khí loan tỏa khắp cơ thể. Chúng ta lặp lại thêm hai lần nữa. Từ từ hít thật sâu xuống bụng dưới, quán bụng dưới, rồi từ từ thở ra, quán khí loan tỏa khắp cơ thể. Từ từ hít thật sâu xuống bụng dưới, quán bụng dưới, rồi từ từ thở ra, quán khí loan tỏa khắp cơ thể. Nếu các bạn thấy chưa thư giãn thì làm thêm vài lần nữa. Bây giờ là bước thứ hai. Chúng ta làm vài vòng bài đan điền công để sinh khí ở đan điền. Bài đan điền công, nhớ ấp lưỡi vào hàm trên. Tập trung tư tưởng, điều hòa hô hấp, hơi thở sâu, đều, chậm. Tập trung tư tưởng, thư giãn toàn thân. Tập trung bách hội, như râm ran lên, bách hội như căng lên, bách hội như tức lên, bách hội nóng lên, bách hội thu khí. Bây giờ từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bách hội, đi xuống theo mạch nhâm tụ lại đan điền, nén lại ta lệnh đan điền xin chân khí đan điền nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn khí nóng từ đan điền đi xuống hội âm, đi qua trường cường, đi lên theo cuộc sống, tụ lại ở mình môn một chút, rồi lên tụ lại ở ngọc chẩm một chút, rồi lên bách hội. Nhưng thở ra lệnh bách hội xả hơi khí, điều hòa hô hấp trở lại, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại. Tập trung bách hội, bách hội thu khí. Từ từ hít vào luồng thiên khí kể đến cao vào bách hội, đi xuống theo mạch nhâm tụ lại đan điền, nhắn lại ra lệnh đan điền xin chân khí, đan điền nóng lên. Rồi thì từ thở ra, quán dồn khí nóng từ đan điền đi xuống hội âm, đi qua trường cường, đi lên theo cột sống tụ lại mình môn một chút, rồi lên tụ lại ngọc chẩm một chút, rồi lên bách hội. Nhưng thở ra lệnh bách hội xả hơi khí, điều hòa hô hấp trở lại, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại một lần nữa. Tập trung bách hội, bách hội thu khí,
Chị từ với cô luồng thiên khí kịp lên cao vào bếp ngồi, đi xuống xa đẹp nhâm, tụ lại đang điền. Nhớ lại ra lệnh, đang điền xin thiên khí, xin thiên khí, xin thiên khí, đang điền nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đang điền, đi xuống hội âm, đi qua trường cường, đi lên theo cột sống, tụ lại mình môn một chút, rồi lên tụ lại ngọc trống một chút, rồi tụ ở bất hội. Nhưng thở ra lệnh, bất hội xả hơi khí, 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 điều hòa hô hấp trở lại. Điều hòa hô hấp, hơi thở sâu, đều, chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể. Bước thứ ba, bước thứ ba, bài cao huyết áp mãn tính. Mãn tính có hai bài. Mãn tính có hai bài. Ở đây xử lý tạng khắc của tim là thận trái. Tạng khắc của tim là thận trái. Chúng ta vào bài tập trung bất hội, tập trung bất hội, bất hội thu khí, bất hội thu khí. Đi từ hết nguồn luồng thiên khí vào bất hội, đi xuống theo mệt nhâm từ lại đang điền. Nhớ lại ra lệnh, đang điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí. Đang điền nóng lên, nóng nữa lên. Rồi từ từ thở ra quán, dùng cái nóng từ đang điền đi lên, tụ lại ở tim. Nhớ lại ra lệnh, tim xin chân khí, tim xin chân khí, tim xin chân khí, tim xin chân khí. Tim nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán, dồn tim khí xuống tụ ở thận trái. Nén lại ra lệnh, thận trái sinh thận trái khí, 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 thận trái nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán, dồn thận trái xuống xả ở chân trái. Ngưng thở ra lệnh, chân trái xả hư thần khí, xả hơi thần khí, xả hơi thần khí, xả hơi thần khí, xả hơi thần khí, điều hòa hô hấp trở lại, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại, tập trung bất hội, tập trung bất hội, bất hội thư khí, bất hội thư khí. Thì từ hết cuộc luồng thiên khí thì tinh ca vào bất hội, đi xuống theo mệnh nhâm thì lại đang điền. Nhớ là ra lệnh, đang điền xin chân khí, đang điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, đang điền nóng lên, nóng nữa lên. Rồi từ từ thở ra quán, dồn cái nóng từ đang điền đi lên, tụ lại ở tim. Nén lại ra lệnh, tim xin chân khí, tim xin chân khí, tim xin chân khí, tim xin chân khí, tim nóng lên, nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán, dồn chân khí xuống tụ ở thận trái, tụ ở thận trái. Nén lại ra lệnh, thận trái xin thận trái khí, thần tái sinh thần tái khí, thần tái sinh thần tái khí, thần tái sinh thần tái khí, thần tái nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán, dồn thần tái khí xuống xả ở chân trái. Nhưng thở ra lệnh, chân trái xả hư thần khí, 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 điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại. Hơi thở sâu đều chậm, hơi thở sâu đều chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại, tập trung bất hội, tập trung bất hội, bất hội thư khí, bất hội thư khí. Từ từ hít một luồng thiên khí vào bất hội, đi xuống theo mệnh nhâm từ lại đang điền. Nén lại ra lệnh, đang điền xin chân khí, đang điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, đang điền nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán, dồn khí nóng từ đang điền đi lên, tụ lại ở tim. Nén lại ra lệnh, tim sinh tinh khí, tim sinh tinh khí, tim sinh tinh khí, tim nóng lên, nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán, dồn tinh khí xuống tụ ở thận trái. Nén lại ra lệnh, thận trái sinh thận trái khí, 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 thận trái nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán, dồn thận trái khí xuống xả ở chân trái. Nhưng thở ra lệnh, chân trái xả hư thận khí, chân trái xả hư thận khí, xả hư thận trái khí, xả hư thận trái khí, xả hư thận trái khí,
điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại. Hơi thở sâu đều chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể. Ở nhà lặp lại thêm 6 lần nữa, luyện mỗi ngày sáng và tối, luyện lâu dài. Bây giờ bước thứ tư, dùng thận trái để chế tim. Dùng thận trái để chế tim. Tập trung bất hội, tập trung bất hội, bất hội thứ khí, bất hội thứ khí. Từ từ hít vô luồng thiên khí vào bất hội, đi chung theo mạch nhân từ lại đan điền. Nén lại ra luyện đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí. Đan điền nóng lên, nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán, dồn khí nóng từ đan điền đi lên, tụ lại ở thận trái. Nén lại ra luyện, thận trái sinh thận trái khí, thận trái sinh thận trái khí. Thần thái sinh thần thái trí, thần thái sinh thần thái trí, thần thái nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ hít vào quán dùng thần thái trí lên tụ lại ở tim. Nén lại ra lệnh tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán dùng tim khí xuống xả ở tay trái. Nhưng thở ra lệnh tay trái phải hơi tim khí, tay trái phải hơi tinh khí, phải hơi tinh khí, phải hơi tinh khí, phải hơi tinh khí. Điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại. Hơi thở sâu đều chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại, tập trung bất hội, tập trung bất hội, bất hội thứ khí, bất hội thứ khí. Từ từ hít vào luồng thiên khí vào bất hội, đi xuống theo mạch nhâm từ lại ở đan điền. Nếu là ta lệnh đang điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đang điền nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đang điền đi lên tự lại ở thận trái. Nếu là ta lệnh thận trái sinh thận trái khí, 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 thận trái nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ hít vào quán dồn thận trái khí lên tự lại ở tim. Nếu là ra lệnh tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn tim khí xuống xả ở tay trái. Nhưng thở ra lệnh tay trái phải hơi tim khí, phải hơi tim khí, phải hơi tim khí, phải hơi tim khí, phải hơi tim khí. Điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại. Hơi thở sâu đều chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại, tập trung bất hội, tập trung bất hội, bất hội thứ khí, bất hội thứ khí. Từ từ hít vào luồng thiên khí để trao vào bất hội, đi xuống thân mạch nhâm tụ lại đan điền. Nhớ lại ta lệnh đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán dùng cái nóng từ đan điền đi lên tự lại ở thận trái. Nhớ lại ra lệnh thận trái sinh thận trái khí, 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 thận trái nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ hít vào quán dồn thận trái khí lên tụ lại ở tim. Nhớ lại ra lệnh tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim tim nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán dồn tim khí xuống xả ở tay trái. Ngưng thở ra lệnh tay trái phải hư tim khí, tay trái phải hư tim khí, phải hư tim khí, phải hư tim khí, phải hư tim khí. Điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại. Hơi thở sâu đều chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể. Ở nhà lặp lại thêm 6 lần nữa, luyện mỗi ngày, luyện sáng và tối, luyện lâu dài. Bây giờ là bước thứ năm. Bước thứ năm, đây là dạng cấp tính, dạng huyết áp cấp tính. Ở đây có hai bài.
Bước thứ năm là dùng tim để dán nhiệt gan xuống. Dùng tim để dán nhiệt gan xuống chân. Chúng ta vào bài tập trung bất thội, tập trung bất thội, bất thội thứ khí, bất thội thứ khí. Từ từ hít một luồng thiên khí vào bất thội, đi xuống theo mạch nhâm, trụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh, đan điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, chân khí đan điền. Nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán, dồn khí nóng từ đan điền đi lên, trụ lại ở tim. Nén lại, ra lệnh. Tinh sinh tinh khí, tinh sinh tinh khí, tinh sinh tinh khí, tinh sinh tinh khí. Tim nóng lên, nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn khí nóng từ tim qua trụ ở gan. Nén lại ra lệnh gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan sinh gan khí. Gan nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra, từ từ thở ra. Quán dồn gan khí xuống xả ở chân phải. Nhưng thở ra lệnh, chân phải xả nhiệt gan, chân phải xả nhiệt gan, 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 điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại, hơi thở sâu, đều, chậm, hơi thở sâu, đều, chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại. Tập trung vào bất thội, tập trung bất thội, bất thội tu khí, bất thội tu khí. Từ từ hít một luồng thiên khí, từ từ cao vào bất thội, đi xuống theo mạch nhâm, tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh, đan điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán, dồn khí nóng từ đan điền lên tụ lại ở tim. Nén lại ra lệnh, tim xin chân khí, tim xin chân khí, tim xin chân khí. Tim nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ hít vào, quán dồn khí nóng từ tim qua tụ lại ở gan. Nén lại ra lệnh, gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra dồn gan khí xuống xả ở chân phải. Nhưng thở ra lệnh, chân phải xả nhiệt gan, chân phải xả nhiệt gan, xả nhiệt gan. Xả nhiệt ra, xả nhiệt ra, xả nhiệt ra, xả nhiệt ra, điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại, hơi thở sâu, đều, chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại một lần nữa, tập trung nó bắt hội, tập trung bắt hội, tập trung bắt hội, bắt hội thư khí, bắt hội thư khí. Từ từ hít một luồng thiên khí để cao vào bất hội, đi xuống theo mạch nhâm, trụ lại đan điền. Nén lại ra lệnh, đan điền xin chân khí, đan điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đan điền, đi lên trụ lại ở tim. Nén lại ra lệnh, tim xin chân khí, tim xin chân khí, tim xin chân khí, tim xin chân khí, tim nóng lên, nóng lên, nóng lên. Rồi thì từ hít vào quán dồn khí nóng từ tim qua tụ lại ở gan. Nhớ lại cái lệnh gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan nóng lên, nóng lên. Rồi thì từ thở ra quán dồn gan khí xuống xả ở chân phải. Nhưng thở ra lệnh chân phải xả nhiệt gan, chân phải xả nhiệt gan, 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 xả nhiệt gan. Điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại, hơi thở sâu, đều, chậm, hơi thở sâu, đều, chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể. Ở nhà lặp lại 6 lần nữa, luyện mỗi ngày sáng và tối, luyện luyện lâu dài. Bây giờ là bước thứ 6, bài tăng cường chức năng cho phế. Tăng cường chức năng cho phế. Vì tim vượng làm phế suy, theo tương thắc. Theo tương thắc thì tim vượng làm phế suy.
Chúng ta vào bài tập trung bách hội, tập trung bách hội, bách hội thư khí, bách hội thư khí, bách hội nóng lên, nóng lên. Từ từ hết một luồng thiên khí vào bách hội, thì chúng ta bệnh trong từ lại đang điền, nếu là ra lệnh đang điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, đang điền nóng lên, nóng lên, nóng nữa lên. Rồi từ từ thở ra quán dồn cái nóng từ đang điền đi lên tụ lại ở thận trái, rồi thận phải. Nó lại ra lệnh thận sinh thận khí, thận sinh thận khí, thận sinh thận khí, thận sinh thận khí, thận nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn thận khí lên tụ ở tim. Nó lại ra lệnh tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí tim qua tụ ở phế trái, rồi qua tụ ở phế phải. Nén lại ra lệnh phế sinh phế khí, phế sinh phế khí, phế sinh phế khí, phế sinh phế khí, phế nóng lên, nóng lên. Bây giờ hít vào một tí, rồi từ từ thở ra, từ từ thở ra quán dồn hư khí phế xuống xả ở hai tay. Nhưng thở ra lệnh hai tay xả hư phế khí, hai tay xả hư phế, xả hư phế khí, xả hư phế khí, xả hư phế khí, điều hòa hô hấp trở lại. Hơi thở sâu đều chậm, hơi thở sâu đều chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại tập trung ở bách hội, tập trung bách hội, bách hội tứ khí, bách hội tứ khí, bách hội nóng lên, nóng lên. Từ từ hít một luồng thiên khí vào bách hội đi xuống theo mệnh nhâm thì lại đang điền, nếu lại ra lệnh đang điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, đang điền nóng lên, nóng lên, nóng nữa lên. Thì từ thở ra quán dùng cái nóng từ đang điền đi lên tụ lại ở thận trái, rồi qua thận phải. Nhớ lại ra lệnh thận sinh thận khí, thận sinh thận khí, thận sinh thận khí, thận nóng lên, nóng lên. Thì từ hít vào quán dồn thận khí lên tụ ở tim, tim sinh rồi nhớ lại ra lệnh tim sinh tinh khí, tim sinh tinh khí, tim sinh tinh khí, tim sinh tinh khí, tim nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán dồn khí tim qua tụ lại ở phế, phế trái, rồi qua phế phải. Nhớ lại ra lệnh phế sinh phế khí, phế sinh phế khí, phế sinh phế khí, phế sinh phế khí, phế nóng lên, nóng lên. Bây giờ hít vào một tí, rồi từ từ thở ra, từ từ thở ra, quán dồn hư khí phế xuống xả hai tay. Nhưng thở ra lệnh hai tay xả hư khí phế, 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 điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại. Hơi thở sâu đều chậm, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại lần nữa, tập trung bách hội, tập trung bách hội, bách hội tứ khí, bách hội tứ khí. Từ từ hít một luồng thiên khí vào bách hội, ý thức ta phải nhâm từ lại đang điền, nén lại ra lệnh đang điền sinh chân khí, đang điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đang điền nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán dùng cái nóng từ đang điền lên tụ lại ở thận trái, rồi qua thận phải. Nén lại ra lệnh thận sinh thận khí, thận sinh thận khí, thận sinh thận khí, thận sinh thận khí, thận nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn thận khí lên tụ ở tim. Nén lại ra lệnh tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim sinh tim khí, tim nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán dồn khí tim qua tụ lại ở phế trái, rồi qua phế phải. Nén lại ra lệnh phế sinh phế khí, phế sinh khí khí, phế sinh khí khí, phế sinh khí khí, phế sinh khí khí, phế nóng lên, nóng lên. Hít vào một tí, rồi từ từ thở ra, từ từ thở ra quán dồn ngư khí thế xuống xả ở hai tay. Nhưng thở ra lệnh hai tay xả hư khí thế, xả hư khí thế, xả hư khí thế,
xả hơi như thế, điều hòa hô hấp trở lại. Hơi thở sâu, đều, chậm. Hơi thở sâu, đều, chậm. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Ở nhà lặp lại 6 lần nữa, luyện mỗi ngày sáng và tối, luyện dài dài, càng lâu càng tốt. Bây giờ là bước kết thúc. Nhớ gõ trên đỉnh đầu từ 1 đến 50 lần, xoa mặt vài lần, rồi xoa bụng 36 lần, 24 lần. Nếu thấy trên đầu vẫn còn tích tích. Chúc các bạn thành công.